dạy các em khối 7 kiến. Có nhiều cống hiến trong học tập rèn luyện vượt khó vươn lên. Đồng thời thay mặt ban tổ chức, tôi xin toàn. Từ đó, các tổ chức đoàn được thành lập và phát triển mạnh từ trong ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức các hoạt động để chào mừng khối 79 và quý thầy cô trong nhà trường. Bài Thanh niên làm theo lời Bác của Hoàng Hòa, bài hát có nhiều sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện. Đoàn Thanh niên Phản Đế Đông Dương, từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên gọi của đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Từ ngày 25 tháng 10 năm 1955, Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là các biểu trưng của Đoàn Thanh niên Cộng sản trước. Một, em hãy nói rõ diện tích dân số của nước Việt Nam chúng ta. Cánh tay mình tỉnh quan sát, mấy cái này cô quan sát thử những cánh tay này ra trước nè. Rồi một cánh tay ở 71, thầy tỉnh mời thầy tỉnh. Một cánh tay 71. Tên của đoàn như sau: từ khi thành lập, để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Các em bốn bạn, rồi kính mời cô Huỳnh Thị Nguyệt, thầy Đỗ Nguyễn Tuấn Văn lên trao tặng góc học tập cho các bạn. Xin tài liệu lộ liễu quá, không không. Thôi, các em khẩn trương khiêng giùm các bạn nam các lớp, các em lên khiêng giùm xuống. Diện tích là 312 ngàn. Không phải là số. Dân số là 96.208.984. Chính xác về dân số. Như vậy qua một con cái đông Nam Á 31,212 km². Dân số. Câu hỏi này có hai vế. Dân số sao bốn bạn cái. Có hai bạn. Bạn 72 và bạn 71. Có tài liệu đấy mà nói còn sai á. Này cái kỹ năng lật tài liệu các em dở quá đi, rèn luyện thêm đi. Phải không? Tiếp theo phải có một số lớp là biết là mang xe theo sổ tay đội viên ha. Cho phép thôi. Cái này nhưng mà nhớ nha. Rồi mời thị xã Hòa Nhơn chúng ta tiếp giáp với huyện nào? Xin lỗi, hỏi lại cho cụ thể nè. Thưa thầy, là Việt Nam đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 15 trên cả thế giới. Rất giỏi, câu trả lời đúng rồi. Mà thầy hỏi thêm, Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á sau hai nước nào? Thưa thầy là sau sao cứ cười thế vậy? Thầy là sau Singapore. Chưa chính xác. Rồi thầy tiết lệ ơi, phía Nam, phía Đông giáp những huyện và vùng nào? À, bây giờ đang ở thị xã rồi. Huyện Hòa Mỹ, phía Tây giáp với huyện An Lão và huyện Hội An. Phía Bắc giáp với tỉnh Quảng Ngãi. Phía Đông giáp với biển. Huyện Hòa Mỹ. Huyện Hòa. Câu hỏi tiếp theo. Số điện thoại 111 là số điện thoại gì? Tổng đài gì? Số điện thoại của cảnh sát. Xin 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 xin, dành cho một cánh tay khác. Để hỗ trợ trí em. Trở về trí em. Chính xác, một tràng tay đặt to dành cho bạn Duyên. Bạn Duyên. Nói lại, nói rõ đi. Bảo vệ quyền trở em. Chính xác câu từ. Thứ hai là cứu hỏa. Chính xác, một trang ở đây thật coi dành cho em.
một phần thưởng dành cho em. Phía Bắc giáp gì? Tỉnh nào? Phía Nam giáp tỉnh nào? Phía Tây giáp tỉnh nào? À, phía Đông giáp vùng gì? Bây giờ thứ hai là phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Gia Lai, phía Nam giáp Phú Yên và phía Bắc giáp Quảng Ngãi. Rất giỏi, một tràng pháo tay thật to dành cho bạn thứ hai và thưởng bạn xứng đáng một tấm vé. Được chưa? A ba vẫn chưa đủ. Mỗi bạn ba đúng. Giải ba dành cho đội 77 được 1 điểm. Mỗi bạn 2 cú. Và giải khuyến khích là những đội còn lại. Mỗi sẽ là đội 93. Em được 7 điểm, mỗi em được 2 cú vỡ. Đội còn lại mỗi em được 1 cú vỡ. Các em thông cảm vì kinh phí của hạn chế nha. Sao em? Mỗi em một cú em. Ba cú. Xong chưa?